Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 24 tháng 11, bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ngày và đêm nay, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc cấp 6 đến 7, giật cấp 8 đến 9, biển động mạnh, sóng biển cao 4 đến 6 mét. Vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 đến 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2 đến 5 mét. Vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển khu vực Trường Sa, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vùng biển phía Nam của Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến 8. Cảnh báo, ngày và đêm ngày 25 tháng 11, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 đến 7, giật cấp 8 đến 9, sóng biển cao 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 đến 9, sóng biển cao 2 đến 5 mét, biển động mạnh.